Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái dòng nấm cánh trắng. Đây là nấm cánh trắng Phú Thọ. Và hàng này là hàng của bên con làm ra, nên các cô chú mình cứ yên tâm mình về sưu tầm. Và đây là cái mặt hoa chính chủ tại vườn nha cô chú, nấm cánh trắng Phú Thọ. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ở đây thì có bên cửa hàng bên con sẽ xin phép giới thiệu với các cô chú mình cái hình cây của nấm cánh trắng Phú Thọ ngày hôm nay, và kia rất là lực cho cô chú. Hàng này là hàng thuần chậu, rất là đẹp, nấm cánh trắng Phú Thọ. Cái giò nấm cánh trắng Phú Thọ đầu tiên đó là mã số 1 nha cô chú. Cái giò này thì đang bật không cộng là hai mầm gốc kèm theo một cây đã nhú nè cô chú. Và giá tiền của cái giò nấm cánh trắng Phú Thọ mã số là mã số 1 ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm. Với giá tiền của nguyên cái khúc kỳ này thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 11 triệu nha cô chú. Hai mắt và một kỳ. Và nói chung ở trên cái thân này thì mình về mình sẽ kích lên thì nó sẽ được ra rất là nhiều kỳ. Nhưng mà trước khi kích á, thì mình cho nó ra rễ cho nó bám chậu khỏe là mình hay kích nha cô chú. Đây là nấm cánh trắng Phú Thọ nè. Và cái Phú Thọ này thì một số cái rễ mới của nó đang ra rất là khỏe luôn, đang ra rễ mới nha cô chú. Và kích thước hiện tại của cái kỳ này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang đo được chính xác là 7 cm. 7 cm, hai mầm gốc và một mầm một kỳ. 7 cm, hai mầm gốc và một kỳ nha cô chú, rất là lực. Thân đã đứng ngọn về mình đã kích được rồi nha cô chú. Nhưng mà mình chờ nó xuống rễ lại rồi mình kích. Tại vì cái này con mới trồng lại thôi. Nấm cánh trắng Phú Thọ, mã số là mã số 1 và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền của nó là 11 triệu cho mã số 1, nấm cánh trắng Phú Thọ. Đây là cái kỳ nấm cánh trắng Phú Thọ nha cô chú. Mã số tiếp theo đó là mã số 2. Và giá tiền của kỳ này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 7 triệu. Và thân này thì vẫn còn đang đi ngọn nha cô chú. Nói chung là rất là lực rồi. Hàng này là hàng thuần chậu đã bám rễ vào giá thể nha cô chú. Và kích thước hiện tại của kỳ này ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hoa Lan Quang Minh bên con đang đo được chính xác cái kỳ này là 5 cm nha cô chú. Nấm cánh trắng Phú Thọ kích thước là 5 cm. Và giá tiền của kỳ này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 7 triệu. Mã số của nó đó là mã số 2. Giá là 7 triệu cho mã 2 nha cô chú. Nấm cánh trắng Phú Thọ mã số là mã số 2, giá 7 triệu. Rễ đã bắt đầu đang xuống rễ rất là nhiều nha cô chú, nên các cô chú mình cứ yên tâm mình về sưu tầm thôi. Nấm cánh trắng Phú Thọ, mã số của nó đó là mã số 2. Giá tiền ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra là 7 triệu cho mã 2, nấm cánh trắng Phú Thọ. Tiếp tục đây là kia mã số 3 nha cô chú. Và kia này rất là lực, nó không kém kia số 2 gì để mấy đâu. Và kia này thì nói chung là mắt của nó đang là bật mồm gốc lên rồi nha cô chú. Mắt rất là sáng nè. Đây. Đó, rất là lực. Và hiện tại cái kia nấm cánh trắng Phú Thọ ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra cái kia này cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 6.500.000 nha cô chú. Giá tiền là 6.500.000. Và kích thước hiện tại của nó là tầm khoảng ở 3.5 cm, nhưng mà thân rất là lực nha cô chú. Nói chung là con bán là kia tiềm năng không à. Cái mầm đã bắt đầu đây chuẩn bị là bật mầm gốc luôn rồi, rất là lực. Mã số của nó đó là mã số 3. Và giá tiền khúc kia này thì bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 6.500.000 nha cô chú. Nấm cánh trắng Phú Thọ đó, bản lá này không lỗi một lá nè, đang đi ngọn phà phà luôn, rất là khỏe. Nấm cánh trắng Phú Thọ mã số là mã số 3, giá tiền là 6.500.000 cho mã số 3. Đang bật mầm gốc lên nha cô chú. Nấm cánh trắng Phú Thọ mã số là mã số 3, giá tiền là 6.500.000 cho mã số 3. Đây, tiếp tục đây là cái kỳ nấm cánh trắng Phú Thọ mã số 4 nha cô chú. Cái kỳ này là kỳ tiềm năng luôn á, ngon bổ rẻ luôn, giá rất là mềm. Và cây đã bắt đầu bây giờ mình về nó đã lên kỳ rồi, mình về cho việc là mình sẽ kích rễ thôi cô chú. Chung là con mới vừa cắt ra luôn nè, còn đã có rắc cái root tim order rồi. Và giá tiền của cái khúc kỳ này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về mình sưu tầm với giá tiền của nó là 3 triệu nha cô chú. Kích thước là tầm khoảng 1 cm thôi, nó chỉ lên là tầm khoảng 1 cm, đang lên nha cô chú và đang đi ngọn bình thường rồi. Về cho việc là mình kích rễ thôi, mình trồng lại kích rễ đó. Nấm cánh trắng Phú Thọ mã số là mã số 4, đây là mã số cuối cùng. Giá tiền của nó ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 3 triệu nha cô chú. Đây là mã số 4, nấm cánh trắng Phú Thọ mã số cuối cùng. Và hiện tại thì Phú Thọ thì bên cửa hàng bên con đang có tổng cộng là 4 kỳ. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An.
và cửa hàng Hoa Lan Minh Sinh Chảo của chú, 5 kênh Trắng Phú Thọ.